Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại công ty ô tô nhân lực như hôm nay. Và ngày hôm nay thì có một cái điều rất là đặc biệt là công ty ô tô nhân lực đã nhận được những chiếc xe đầu tiên của lô nhập xe 2018 của tập đoàn Hoàng Huy đã vào đến bãi của công ty ô tô nhân lực tại địa chỉ là 62 quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang trước cổng công ty của ô tô nhân lực. Và địa chỉ này thì ở ngay vị trí là phía chân cầu vượt Bình Phước, hướng từ phía cầu vượt An Sương đi lên nhá tất cả các bác. Vâng, tất cả quý vị và các bạn, là hướng từ bên phía An Phú Đông lên trên Thủ Đức. Tôi chuẩn bị tìm cách để sang đường. Và xe cộ ngày hôm nay chạy rất là nhiều. Rồi tôi sẽ sang đường. Và đây là chiếc xe vừa mới vào sáng ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2018. Và mẫu xe này thì vẫn sử dụng khối động cơ Mach Fork 13 lít, nhưng là một chiếc xe có kiểu dáng mới. Quý khách hàng có thể nhìn thấy phía bên trên có một chiếc kính ở ngay mui lướt gió của xe. Và đây là mẫu xe 2 giường. Và tôi xin nhắc lại là đây là mẫu xe 2 giường đời 2013. Mẫu xe cực kỳ đẹp mắt. Chiếc xe được trang bị thêm phần máy lai. Máy lai đây. Phần chassis thì đang còn rất là tốt. Chúng ta có thể thấy này, đây là một chiếc xe zin nguyên bản nhập từ nước ngoài về. Nhưng quý khách hàng có thể thấy là phần chassis này dường như không hề bị rỉ sét nhiều mà chưa bị sơn lại luôn. Cái này là chưa sơn lại và đang còn zin nguyên bản. Chúng ta có thể thấy chiếc xe vẫn trang bị, vẫn đang có lốp zin theo xe đấy. Và trang bị tới 10 mâm nhôm. Cái mâm phía trong không phải là mâm sắt mà là mâm nhôm. Bây giờ thì tôi xin mời tất cả quý khách hàng hãy cùng bước lên phần nội thất xem cái mẫu xe này nó có thực sự đẹp mắt không nhá. Chiếc xe này thì ghế không được bọc da mà là bọc vải nỉ. Đây, mẫu xe 2 giường. Nóc cao. Hãy cùng xem thử xem mẫu xe này chạy được bao nhiêu km rồi. Số mai thì cũng có thể chấp nhận được là 488.493 mai. Tính ra km Việt thì nó hơn 500.000 km rồi. Rồi. Những nút bấm rồi cần số đang còn khá là mới. Phần tắp ly thì làm bằng nhựa, chất liệu nhựa, nhưng mà chúng ta có thể thấy ở bên nước ngoài người ta làm cái này nhìn nó giả da nhưng rất là tinh tế. Đây, tay mở cửa cũng được mạ chrome sáng bóng chắc chắn rồi, những mẫu xe đến từ Mỹ. Phía dưới này thì được bọc vải. Đây là chất liệu là vải nhá. Tôi quay vào cái lúc thời tiết nó khá là nắng nên là nó hơi bị nhòa áo nét một xíu. Đây là trang bị loa này. Mẫu xe này thì vẫn sử dụng khối động cơ 13 lít Mach Fork. Rất tiếc là tôi có một mình, không ai hỗ trợ để mở xem phần này. Nhưng mà tôi sẽ gửi lại tất cả quý khách hàng một cái clip sớm nhất về hình ảnh về máy móc chiếc xe này.
Rồi chúng ta hãy cùng tiến vào công ty. Ngày hôm nay thì cũng có thêm hai chiếc mọc nữa của viên cô chắc. Đấy, xa xa là trong góc thì chúng ta có thể thấy là mọc sàn và đây là mọc lồng. Đây là phần rất là may ở đây đang có kỹ thuật viên kiểm tra để nhận xe. Tôi sẽ quay một ít phần khối động cơ cho tất cả quý khách hàng cùng xem. Đây là phần động cơ của chiếc xe này. Và chiếc xe này đang sử dụng khối động cơ gì đây? Tôi sẽ cùng xem nào. Đáng tiếc là cái phần dán khối động cơ thì đã bị che lại bằng một cái tem của Hoàng Huy kiểm định. Đây, quý khách hàng có thấy không ạ? Và lần này thì tôi cam kết luôn là máy rất là sạch sẽ và đẹp, không bị rỉ nhớt. Và cái mức độ rỉ sét của nó khá là ít nhé. Cái mối nối này thì chúng ta có thể xinh lại. Vâng, kỹ thuật viên đang test phần còi. Thế thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng nghe một chút về tiếng máy nổ. Quạt ly tâm, quạt rất là mạnh. Nó đã thổi phà phà vào người tôi. Êm và giòn, cực kỳ đã. Ngày hôm nay thì đã có những khách hàng đầu tiên liên hệ để xem xe. Chúng ta có thể thấy máy lai đúng không ạ? Có dòng chữ G-Park phía dưới. Máy lai này không biết là của thương hiệu gì đây? Của Sir Mosh King. Chúng ta sẽ mở xem một chút nào. Đấy, máy lai. Tức là máy lạnh rời. Cái này thì nó có điều hay hơn những cái chiếc máy lạnh ở bên cặp bên hông của xe là nó sử dụng điện bình chứ không sử dụng điện máy như cái kia. Tức là khi xe tắt máy thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được cái phần máy lạnh rời này để làm mát cho phần cabin của xe. Rất tuyệt. Chassis còn rất là đẹp và chưa hề giảm tuốt sơn lại nhé. Ok. Quý hàng có thể thấy là rất nhiều xe đầu kéo Mỹ đúng không ạ? Lần này thì sau cái đợt khan hiếm hàng, Hoàng Huy đã nhập về lô xe này. Tôi nghĩ rằng đây là sẽ là một cái lựa chọn để giải quyết vấn đề hàng hóa cho quý khách hàng. Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi nhé. Công ty cổ phần nhân lực. Và công ty có 3 showroom. Địa chỉ thứ nhất là ở 147 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12. Địa chỉ thứ hai là showroom 62 quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là cái trạm bảo hành bảo dưỡng ủy quyền của tập đoàn Hoàng Huy tại khu vực phía Nam, chuyên bảo hành bảo dưỡng những sản phẩm Đông Phe Hoàng Huy và đầu kéo Mỹ Hoàng Huy. Vâng, đây là chính hãng nha, thưa tất cả quý vị và các bạn. Còn một địa chỉ nữa là 106 quốc lộ 1A, phường Thạch Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Tôi sẽ gửi lại quý khách hàng những hình ảnh chi tiết xăm soi về phần nội thất cũng như là phần máy móc động cơ cho tất cả quý vị khách hàng xem sau. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.